Bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở trong cái tạo user, thầy đang cái phần user ha, quản trị user, thầy đang demo cho các bạn là có nhân sự 1, nhân sự 2, và thầy tạo một cái thư mục trong cái công ty cho nhân sự 1. Đây là thư mục của bạn nhân sự 1 sẽ được dùng. Được chưa? Đây là một cái cách để mà các bạn thực ra nếu một cái chữ nhân sự 1 thì nó cũng không có thực tế lắm. Bởi vì một người đi làm thì có thể là ngày hôm nay làm ở phòng nhân sự, ngày mai là làm ở phòng kinh doanh, cũng là chuyện bình thường đúng không? Cho nên là giả sử mình tạo một cái user nó mang tính chất thực tế luôn đi. Ở phòng nhân sự mình sẽ tạo một cái bạn user Nguyễn Văn Hùng đi. Nguyễn Văn Hùng, Hùng NV được không? Hùng NV, Hùng NV được không ta? Username Hùng NV, password BA cộng SSW ORD, BA cộng SSW ORD, khỏi thay đổi, net finish. Như vậy mình có bạn Hùng, và bạn Hùng ngày hôm nay là đang làm ở phòng nhân sự. Nhưng mà nếu ngày mai mà bạn Hùng đang sẽ chuyển qua phòng kế toán thì mình mua cái user của bạn Hùng đi thôi, thì nó sẽ thực tế hơn. Ok. Và thầy muốn là bạn Hùng này sẽ sở hữu một cái thư mục ở trong cái công ty. Tại vì cái thư mục của bạn Hùng ở trong công ty này là thư mục dành riêng cho bạn, thì chỉ có bạn là được full control. Thì mình có thể là tạo bằng cách là mình đưa vô đây một cái thư mục là nhân sự, xong rồi mình đưa cái thư mục của nhân sự 1 và bạn Hùng vào bên trong cái thư mục nhân sự. Đó là cái cách mà mình làm rất là thường xuyên đúng không? Phải không nè? Bây giờ mình sẽ có một cái thư mục là nhân sự. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái đường dẫn đi đến cái thư mục này và mình đưa vô đây. Property đối với lại cái profile mình chọn connect to, thì chỗ này của mình sẽ là xiệt xiệt 192.168.1.2. Đây là địa chỉ của server. Rồi mình đã share cái thư mục công ty. Rồi mình share cái thư mục là nhân sự. Ở chỗ này mình thử lại là cái thư mục của mình là có hay không. Rồi mình gõ vô đây một cái enter. Có đúng không? Có thư mục này. Rồi ok, mình phải chắc chắn rằng thư mục này có. Sau đó thì mình sẽ tiếp cái gì ở phía sau này nhớ không ta? Phần trăm US ER name, phần trăm username nhớ, phần trăm username apply thì nó tự động nó chuyển thành Hùng NV và nó tự phân quyền cho mình luôn. Nó được cái là nó tự phân quyền cho mình. Như vậy trong thư mục nhân sự nó có Hùng NV nè. Rồi, như vậy thì mình test lại. Bây giờ cái bạn client 1, nhân sự 1 nè. Hồi nãy thầy cũng đã add cho bạn một cái ổ đĩa Z. Và mình xem thử là bạn này được cấp ổ đĩa nhiều. Ổ đĩa đây nó báo là 54.8 mê. Đang còn trống. Và tổng dung lượng là 19 GB. Tại vì bên kia thầy đang chép cái short, cho nên là nó chiếm hết. Nói chung là chỗ này là có khoảng trống, và chừng đây là tổng cộng là coi như 20 GB. 20 GB được cấp ổ đĩa 20 GB. Bây giờ mình out ra, mình vô client
với một cái tài khoản khác. Sao? Mình chọn order. Mình chọn là thùng NV password. Rồi bạn Hùng Nguyễn Văn Hùng này sẽ vào. Và bạn Nguyễn Văn Hùng này đó thì mình cũng share cái dữ liệu cho bạn trên cùng một cái ổ đĩa với lại bạn nhân sự một, cho nên là mình thấy là chuyện gì xảy ra. Mình mở cái cửa sổ ổ đĩa lên. Đây, ở trong này mình cũng thấy ổ Z, và ổ Z này mình cũng thấy cái dung lượng y chang 20 GB. Như vậy thì bạn Hùng sẽ nghĩ rằng là bạn được cấp 20 GB. Bạn nhân sự 1 cũng nghĩ rằng được cấp 20 GB. Và công ty của chúng ta có 10 người được cấp cái thư mục trên cái ổ đĩa này đều nghĩ rằng mình được cấp 20 GB. Như vậy 10 người là 200 GB. Nhưng mà thực chất là bao nhiêu? Ừ, thực chất có 20 thôi. Như vậy thì nếu như mà mình cấp phát như vậy đó thì mọi người dùng rất là thoải mái, thì nghĩ là mình được cấp 20 GB mà. Nhưng mà thực chất không không có ha. Cho nên ở chỗ này mình sẽ thiết lập quota. Đó, thì cái ổ đĩa này, ổ đĩa shop này chắc là thầy bỏ cái shop này đi để cho nó rộng rãi tí xíu ha. Cái này chắc thầy bỏ hết. Cái này là trong bộ sục thì nó có rồi, cho nên là mình bỏ hết đi để cho nó ổ đĩa này nó có đủ 20 GB, nó rộng rãi luôn. Rồi mình sẽ ra xóa cái empty. Người mẹ đây mình đang trống là 19 GB, được chưa? Như vậy thì đối với tất cả user đều thấy như vậy cả, mà điều đó không không tốt. À, điều đó là không tốt, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi qua máy server nè. Chú ý chỗ này nha, ổ đĩa D nha. Thư mục của mình là tạo trên ổ đĩa D nha các bạn. Thư mục chia sẻ này nè, thì mình sẽ click chuột phải, chọn property ổ D và mình chọn quota. Nhớ chỗ chưa? Và mình chọn enable quota management, tức là quản trị cái phần quota. Và trong này mình sẽ có giới hạn cho một user mới bất kỳ, thì mình bấm vô đây. Còn không thì mình chọn là không giới hạn. Tức là một user nào đó mà mình không thiết lập cụ thể thì user đó không bị giới hạn. Tức là mặc nhiên là được cấp toàn bộ cái khoảng trống. Đó, thì mình chọn là do not ở trên này, không có giới hạn. Còn nếu như mà mình muốn cho một người bất kỳ nào đó vào hệ thống thì sẽ được 5 GB. Thì mình chọn ở đây là 5 5 GB, và đến 4 GB thì báo, 4 GB thì báo báo động warning lên, và 5 GB là không được quyền sử dụng nữa. Thì ra rồi một cái nữa là đối với cái khoảng trống mà vượt quá cái khả năng này nè thì có cho phép không? Bấm vô đây là nó không cho phép. 5 GB là 5 GB, không được dùng hơn. Rồi, ok. Apply. Mình chưa cụ thể cho bạn nào hết ha. Chưa cụ thể cho bạn nào hết.
Bây giờ mình sẽ log off bạn Hùng ra. Bây giờ mình kiểm tra lại ổ đĩa chỗ này coi. 5 GB. Giới hạn ngay lập tức. Giới hạn ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ cho bạn Hùng này. Mình quay trở lại chỗ quota hồi nãy. Property quota và mình bấm vô đây. Quota entry. Ở chỗ này là đối với bất kỳ người nào thì đều được ký thiết lập ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn new new một cái quota. Mình chọn là Hùng NV. Check một cái. Ok có. Và mình bấm ok thì đây là mặc định 5 GB. Bây mình giới hạn bạn Hùng này là còn 3 GB thôi. 2 GB thì cảnh báo. Ok. Đây là bạn bạn Hùng. Được không? Bạn Hùng ha. Rồi. Quay trở lại. Bạn Hùng còn có 3 GB. Thấy chưa? Như vậy thì giống như là cái hộp thư của Google Drive của các bạn đó, được cấp 5 GB hay là 15 GB hay là 30 GB thì người ta sẽ setup như vậy, gọi là quota. Bây giờ mình thử thay đổi cho cái bạn Hùng này coi. Thay vì 3 GB thì mình lên 10 GB. Và chỗ này là cảnh báo là 8 GB. Rồi. Bạn Hùng là được 10 GB. Kiểm tra lại. 10 GB. Như vậy mặc định là 5 GB. Nhưng mà riêng bạn Hùng này thì được cấp 10 GB. Như vậy mình sẽ chủ động cấp cho từng từng user bao nhiêu đó. Được không? Rồi, ok. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là quota, đó gọi là quota. Mình sẽ cấp cho các thành viên. Vậy bây giờ bạn Hùng là 10 GB. Vậy mình log off ra, mình vô lại bằng nhân sự 1. Thử là bạn nhân sự 1 bao nhiêu ghi? Nhân sự 1. Và nhân sự 1 cũng được cấp trên ổ đĩa D và không thiết lập gì cho nhân sự 1 cả. Cho nên nhân sự 1 sẽ sử dụng cái quota mặc định ha. Đó, quota mặc định. Và mình thấy là đây 5 GB. Thì ra 5 GB. Và mình sẽ thử set cho bạn 5 MB thôi. Tại vì 5 GB tí nữa mình chép nó lâu lắm. Đúng không? Cho nên mình new một cái quota mới. Nhân sự 1. Check một cái. Ok. Mình chọn 5 MB thôi. Cảnh báo là 4 MB. Để tí nữa mình test cho nó nhanh. Rồi, ok. Rồi, bạn nhân sự 1. Refresh. 5 MB. Rồi, mình sẽ mở cái property ra. Mình coi có cái thư mục nào nó khoảng cỡ 1-2 MB. Này 30 MB lớn quá. 5 MB. Rồi cái này 2 MB nè, cái file này 2 MB nè. Được không? File này 2 MB. Ctrl C. Mình paste vô đây. 2 MB cho phép đúng không? Rồi bên này thì nó làm sao? Refresh lại cái chỗ này. Bạn nhân sự 1. Cảnh báo. Đây. Mình F5 lại cái. Bạn nhân sự 1 đã xài hết 20 37. Ha, chưa có cảnh báo, chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ copy lên lần nữa.
No replay. Replay. À, chọn cả hai đi để cho nó có được dung lượng gấp đôi lên. Được chưa? Rồi. Qua bên này. 2037 mình refresh đây. Thấy chuyện gì đây? À, nó cảnh báo cho IT. À, 4M là cảnh báo mà 4M75 thì tất nhiên là cảnh báo rồi đúng không? Bây giờ chép lần nữa. Không cho phép. Qua ta. Được chưa? Đó là giới hạn. Ví dụ như trong trường hợp này bạn nhân sự 1 này thực sự cần thêm dung lượng thì IT sẽ làm gì? À, vào đây thiết lập lại, thay vì 5M thì cho 8M, ví dụ như chỗ này 6M mới cảnh báo ha. Thực sự là bạn nhân sự 1 này cần thêm dung lượng, đó là nhiệm vụ của bạn. Control V. Ok, được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là Control V lần nữa lại không được đó. Như vậy là chúng ta đã quản lý được cái bộ nhớ cấp phép cho từng user, được không? Rồi các bạn sẽ xem và làm thêm cái bài quota để mà cấp phép dung lượng cho từng. Nếu như trong trường hợp mà ở chỗ này các bạn phần quota các bạn bỏ cái này đi, thì cho dù mình thiết lập thì thiết lập, nhưng mà bạn này pet thêm vẫn vô tư. Thiết lập thì thiết lập, cảnh báo thì cảnh báo, nhưng có một cái thì sao? Không có giới hạn đó. Như vậy thì trong trường hợp mà bạn thiết lập nhưng mà thực sự chưa cần thiết phải giới hạn, mình thiết lập trước thôi. Chứ còn mình thấy là công ty của mình cũng ít người quá mà dung lượng lớn hơn, kệ để cho nhân viên xài cho nó thoải mái, thì mình thiết lập nhưng mà mình chưa có áp dụng, thì mình khỏi cần phải check vô cái chỗ là giới hạn. Bây giờ trong trường hợp này nhân sự 1 đã lên đến 21 mê rồi, trong khi giới hạn có 8 mê, mình bấm vô đây một cái, apply một cái, ok một cái, không có vấn đề gì đúng không? Không sao cả. Nhưng mà bạn này đến là cái copy 7 đúng không? Tất nhiên là bây giờ bạn thêm cái nữa là nó không được. Bây giờ bạn đang có copy 7, bây giờ xóa một cái đi. Xóa là bình thường đúng không? Xóa cái nữa. Dán vô lại. Tất nhiên không được. Để im thì được. Để im thì vẫn xài vô tư, nhưng mà hãy dọn dẹp một cái là nó cả về cái giới hạn thực tế được cấp 10M. Hiểu được vấn đề không? Y chang như là cái Google Drive của mình đó. Trước đây là mình được cấp nhiều, nhưng mà tự nhiên Google Drive nó giới hạn lại cái. Nhưng mà nếu mà dữ liệu của mình đang còn thì không sao hết. Nhưng mà nếu mình chép thêm thì không được, nhưng mà mình xóa đi thì mình chép thêm vẫn không được, nó quá giới hạn là nó dừng. Như vậy hiểu về IT chưa? À, nhân viên này muốn chép thêm thì phải tự động xóa đi thì mới chép thêm được, và nhân viên tự làm. Ok, như vậy đó là về phần quota của chúng ta.